Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. À, vào đầu video thì anh em cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì bên em lại lên clip giới thiệu cho anh em những cái dòng máy LG này, iPhone, Samsung, Oppo cũng có anh em nhé, Vivo rồi là Redmi cũng có rất nhiều anh em nhé, đủ thể loại, giá thì chỉ từ hơn triệu thôi, hơn triệu có rồi anh em nhé. Anh em quan tâm những dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Cửa hàng em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé, anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em mà xa bên có gửi hàng ship quốc toàn quốc nhé, có cọc trước, có kiểm hàng khi thanh toán nhé. Máy bán ra sẽ bảo hành 3 tháng nhé, còn những con máy thanh lý thì sẽ 3 Tết một tuần cho anh em. Ok, rồi không làm mất thời gian của anh em thì vào giới thiệu luôn nhé. Hôm nay vào giới thiệu luôn mấy con máy hàng thanh lý trước nhé. Đây, đầu tiên là con LG G7 mà hôm nay mới về thêm được 4 con anh em nhé. Về thêm được 4 con LG G7 hiện tại đang thanh lý giá cực kỳ tốt anh em nhé. Chỉ 1.600.000 thôi, 1.600.000. Con này thì cấu hình RAM 4GB, bộ nhớ trong sẽ là 64, chạy con chip 845 nhé. Con chip này thì anh em dùng hiện tại vẫn cực kỳ là mượt nhé. Màn thì là 6 inch 2K, con này màn LCD thôi nhưng mà rất là đẹp luôn anh em nhé, hiển thị đẹp, màn sáng đẹp, pin là 3000. Đây anh em nhìn này, màn cực kỳ trong trẻo nhé, màn cực kỳ trong trẻo, độ sáng cao, anh em nhìn này, LCD được nhìn rất đẹp luôn. Giá chỉ có 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Hình thức thì còn rất là đẹp, 99 nha anh em nhé, hình thức 99. Con này thì anh em mua cho con cái phụ huynh dùng đều ok nhé, hoặc là mua chống cháy nghe gọi, máy chính máy phụ đều ok hết. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu anh em này, LG V40. V40 này thì cấu hình nó cao hơn con G7 một chút thôi anh em nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64, vẫn chạy chip 845 nhé, màn hình nó to hơn 64 inch. Con này thì màn nó đang màn OLED rồi, và màn hình là hơi cong nhẹ nha anh em nhé, màn hình hơi cong nhẹ. Đấy, độ phân giải vẫn là 2K, pin 3300. Ok cho anh em, hình thức vẫn là đẹp nhé, máy vẫn là đẹp 99. Con này thì em cũng đang thanh lý giá 2.100.000 nhé, 2.100.000. Hình thức còn rất là đẹp. Ok cho anh em. Con này thì cam sau nó nâng cấp lên 3 cam rồi. Rồi, 2.100.000 anh em nhé, 2.100.000. Tiếp theo em có con Oppo A53 này. Con này thì anh em nào cần máy pin trâu thì lựa chọn sang con này nhé. Máy thì RAM 8, bộ nhớ trong 128 nhé. Màn con này đâu đó chắc 6,5 inch, pin là 5000 nhé. Dòng này thì pin cực kỳ trâu. Đây, RAM 8 đấy. RAM 8, bộ nhớ trong 128. Oppo A53, con này thì dùng được 2 SIM anh em nhé. Hình thức cũng đẹp 99. Giá 2 triệu. 2.300.000 nhé, giá sẽ 2.300.000. Ok cho anh em, 2.300. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tiếp mấy con thanh lý này. Con này là con Sony XZ2. Con này cũng chạy chip 845 anh em nhé, RAM 4, bộ nhớ 64. Hình thức đẹp, còn duy nhất một cây này thôi, giá cũng là 1.600.000 nha anh em nhé, 1.600.000. Còn anh em thích nhỏ gọn hơn thì anh em lấy sang dòng này. Con này là XZ2 Compact, màn hình nó 5 inch thôi, cực kỳ nhỏ gọn nhé. 5 inch, máy nhỏ như này thôi nhưng mà nó to hơn con iPhone 6 đấy. Con iPhone 6 màn có 4,7 inch thôi. Ok chưa anh em, con này giá 1.500.000 nhé, có màu đen và màu cam, đen và màu cam nhé, 1.500.000. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em luôn mấy con còn hộp, còn full book này. Con này là Samsung A5S anh em nhé. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ 128 này, RAM 4, bộ nhớ 128, máy chính hãng mới 100%, nguyên siêu, chưa bóc siêu anh em nhé, chưa bóc siêu. Con này hôm nay em giảm giá còn 3 triệu anh em nhé, giá trước là 3.1, 3.2, nay giảm còn 3 triệu anh em nhé, 3 triệu chẵn nhé. Con này pin thì 5000, cực kỳ trâu rồi. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em con Redmi K40 Gaming. K40 này là bản cao cấp nhất anh em nhé, máy là full book, kèm sạc 67W này. Đấy, con này là bản RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 256 nhé.
pin 5000, màn thì có 120Hz. Còn anh em mà chơi game thì cực kỳ là ngon nhá, cực kỳ mượt rồi. Đặc biệt là nó có hai cái phím trigger ở bên cạnh này. Khi là anh em chơi anh em có thể bật lên, đấy, bật nó nhô lên này, đấy, tắt đi này. Thì anh em chơi những tựa game bắn súng thì cực kỳ là lợi thế nha anh em nhé. Bấm lệch tanh tách luôn. Đấy. Giá đợt này thì cũng đã rẻ hơn rồi anh em nhé, 4.700.000. 4.700.000 anh em nhé, bảo hành 3 tháng. Anh em không lấy bảo hành nhá, vào Tết một tuần thì giá sẽ còn 4.500.000. 4.500.000 vào Tết một tuần, cực kỳ là hợp lý luôn. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em một con Vivo. Con này cũng là máy chính hãng Chromebook nha anh em nhé. Cũng còn kẹp sạc, kèm sạc cáp zin theo máy luôn. Đấy. Con này là Vivo V25 Pro 5G. Máy hình thức còn rất là đẹp, màn hình cong nhá. Con này thiết kế rất đẹp luôn anh em nhé, như những con flagship luôn, màn hình cong. Đây, RAM 8+8 này, bộ nhớ 128 nhá. À, ok cho anh em. Màn con này rất đẹp, đánh giá cao thiết kế con này anh em. À, hình thức 99. Máy màu xanh. Máy màu xanh anh em nhá. Con này hôm nay em giảm giá cho anh em còn 4.800.000 nhá. Giá cũ 4.95 triệu nhá, hôm nay giảm thêm 4.800 nhá anh em. Nhanh tay chốt luôn nhá anh em nhá. Ok. À, cuối cùng thì em chuyển sang cái dòng iPhone nhé. iPhone này giới thiệu từ cao xuống thấp. Đầu tiên con này là con 12 Pro quốc tế 128GB. Quốc tế 128GB anh em nhé. Máy là zin full chức năng. Pin cực kỳ cao nha anh em nhé. Con này pin của 100%. Pin zin theo máy nha anh em nhé, chứ không phải pin thay đâu. À, con này hàng đổi bảo hành cho nên nó đít cao, pin cao. Giá 10.800.000 nha anh em nhé, 10.800.000 bao tết một tuần. Đấy, 10.800.000 bao tết một tuần. Ok. Anh em lấy bảo hành thì thêm mấy trăm nhé. Rồi, tiếp theo đến Yên Max này. Yên Max giới thiệu từ máy cao xuống máy thấp. Đầu tiên là con này là máy full chức năng này. Zin, main zin, màn zin. Không lỗi làm gì, pin mới 100%. Con này pin thay mới rồi. 5.800.000. Đấy, pin 100% anh em chưa? Màn sáng đẹp nhá, màn sáng đẹp. 5.800.000 bao tết một tuần, bảo hành 3 tháng giá sẽ là 6.200.000. Bảo hành 3 tháng giá 6.200.000 nhá. Tiếp theo là máy IS Max tiếp này. Main zin full chức năng, màn là màn GX nhá. Này màn thay, màn GX đẹp. Giá 5.000.000. Giá 5.000.000 anh em nhá. Có màu vàng và màu đen, hai con này như nhau nhá. 5.000.000. Tiếp theo máy 4.3 này. 4.3 thì con này là con Yên Max màn sọc. Đấy, màn kẻ một đường này. Màn sọc thôi nha anh em nhé. Còn lại là cảm ứng bình thường. Cảm ứng bình thường. Face ID vẫn dùng bình thường hết anh em nhé. Đấy, giá 4.3. 4.300.000 anh em nhé. Ok. Tiếp theo em giới thiệu anh em là SE này. SE này là SE 2 nhé. Con này thì chạy chip chung với dòng 11 và Max, cực kỳ là mạnh nhé anh em nhé. Dùng được 2 SIM 64GB quốc tế. Hình thức đẹp nha anh em nhé. Còn màu đen với màu trắng này thì giá sẽ là 3.000.000 anh em nhé. Màu đen màu trắng giá 3.000.000. Còn cây màu đỏ này thì máy thay pin nên giá sẽ rẻ hơn, 2.900.000. Cái này giá 2.900.000 nha anh em nhé. Ok. Rồi, tiếp theo là con SE1 hay còn gọi là 5SE đấy. Máy thì là máy cực kỳ chất nhá. Máy đẹp kẹt. Anh em mua sưu tầm được. Chân sạc anh em nhìn mới tinh. Đấy, trắng bốp luôn. Con này giá 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000, 32GB quốc tế, màu trắng. Đấy, ok, 1.600.000. À, 1.500.000, 1.500.000 anh em nhé. Rồi, cuối cùng là con 6S Plus quốc tế 16GB. Con này giá 1.400.000, full chức năng nhé, không lỗi làm gì. Vân tay dùng bình thường, vân tay dùng bình thường anh em nhé. Pin 100%. Đấy, pin 100%, giá 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000 thôi. Ok, thì anh em quan tâm có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ em qua số điện thoại em để trên màn hình nhé. Hoặc là nhắn qua Facebook, đường link em sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Rồi, chào các anh em nhé.